Xin chào quý khách hàng. Thì trước mặt mọi người đó là con súp CAF, model là CA18S. Con này là súp hơi bass 50. Cái dòng này là để lắp phòng hát karaoke rất là nhiều ha. Thì hiện tại là em đang có một cái combo để lắp phòng rất là tuyệt vời. Con này là con súp 50. Và cái dòng loa full ở đây là model là SG12. Con này thì mọi người xem cái video clip trước em có đăng lên á, em có tháo ruột gan lòng phèo của nó ra rồi đó. Thì mình cứ xem trên đó mình xem để mình đánh giá nha. Con này đánh thật sự đánh bass ok nha. Phòng nhỏ nhỏ thì không cần súp làm gì đâu. Nói chung là combo phòng hát thì lúc nào nó cũng phải có súp quýnh nó mới đã ha, nó mới bay được. Chứ vô đó mà không bay được thì nó không có đã đâu. Rồi bây giờ em sẽ mở thùng của con này ra. Con này nặng quá ha. Đối với cái thùng súp lớn á thì nó đóng gói, nó gia cố cái kiểu như vậy, tức là nó gia cố 4 cái góc nó để chống va chập và đập rất là tốt ha. Con này nó cũng nặng bà cố luôn á, nó sẽ bố trí ở phía dưới, phía giữa và phía trên. Thì cứ mỗi một cái, nó mỗi một góc như vậy nó sẽ có 3 phần ha. Rất là nhìn nó rất là cứng cáp, đồ CAF nó đóng thùng mình thấy rất là kỹ càng ha. Vận chuyển thì nói chung là mình không có lo, đồ mới thì không lo. So với hàng DB Acoustic thì nó đóng gói không có đẹp bằng đâu nha. Đồ DB thì nó đóng gói nó tệ hơn này xíu. Vận chuyển tới nơi khách hàng nhiều khi là nó mớp méo, còn con này là đảm bảo là ok. Con này là khá nặng, do đó em phải tự đổ nó ra rồi em dựng nó lên hoàn thiện rồi em sẽ quay cho mọi người xem. Đây là mặt trước của con súp ha mọi người. Con này là khá to bự luôn đó, to vật vã luôn. Con này em sẽ đo cái kích thước cho mọi người cùng xem. Nó sẽ rộng sẽ là 54.5, đơn vị là cm ha. Chiều sâu sẽ là 68 và chiều cao sẽ là 59.5. Rất là đẹp ha, rất là sâu luôn. Thì phía trên nó có cái gọi là cái trụ để cho cái lỗ để cho mình lắp cái trụ á. Nếu mình lắp không gian nhà mình á, nhà mà to to rộng rộng chút xíu, mình sẽ lắp cái trụ lên chỗ này, dựng cái loa full lên, dựng cái loa model là SG12 á, lắp lên trên này. Mỗi một bên một tay mình sẽ lắp thêm một con full là nhìn quá đẹp, quá vip luôn ha. Cái con này là chủ yếu là đánh ở phòng hát nha mọi người, chứ không phải là gia đình dùng được không, quá được luôn, dư sức qua cầu gió bay luôn ha. Thì tại sao em nói phòng hát là bởi vì phòng hát người ta dùng con này rất là nhiều. Hiện tại là model này á, dùng phòng hát thì nói chung là cứ khoe hoài phòng hát. Thì video clip sau thì em sẽ đăng cho một cái công trình phòng hát mà có dùng cái này cho mọi người cùng xem ha. Cứ nói phòng hát hoài. Con này rất là nặng, thùng gỗ, do nó nặng quá mà có một mình em ở đây à, nên bây giờ con này em không có tháo ruột gan như loa full đâu. Bởi vì loa full nó có phân tầng, mình tháo ra mình còn hứng khởi. Loa trầm này thì em nghĩ rằng là nó không có phân tầng đâu, nên thôi em cũng lười tháo lắm, tháp nặng bà cố nội luôn ha. Ở đây nó sẽ có hai cái tai quai sách để cho mình khiêng bê đi á. Thì thị trường nó lại có thêm cái dòng là súp kép, tức là hai cái thằng này nè. Mà em làm súp kép em thấy ngán quá, trội to bự nặng vật vã luôn. Thôi mình cứ dùng súp đơn đi, rồi hai con đơn mình ghép vô đứng kế bên vậy nè, khiêng nó vừa nhẹ vừa dễ nữa. Thì mỗi người bên khiêng cho nó nhẹ đỡ còng lưng ha. Thêm con nữa, muốn kép đúng không? Ok, kép thì ghép thêm con nữa, mình liên cái đường dây phía sau là xong, đỡ khiêng gọn nhẹ. Em nói thiệt, súp kép á, hai cái con như vậy khiêng lại, em nói thiệt bốn thanh niên to khỏe mới khiêng nổi, chứ hai thanh niên là khiêng cái này là khiêng một cái súp kép xong rồi về tới nhà là nằm thừ luôn, khỏi làm được gì hết mọi người, là sẽ bị ăn đòn đấy. Rồi bây giờ em sẽ quay cái mặt sau của cho mọi người cùng xem. Con súp mà của CAF cá heo á, cái dòng cá heo là dòng cao, rất là cao cấp của nó ha. Ở đây nó sẽ có khắc cái hình cái con cá heo, nó khắc trên cái thân gỗ luôn, thành ra không có tẩy xóa gì được ha mọi người. Ở đây nó có cái tem bảo hành của AVV, tem của nhà phân phối AVV Việt Nam đây nè ha. Cái này không phải rách đâu, cái này do nó bị mất một miếng trong cái quá trình mà người ta dán, chứ con ốc dán lại nằm ở phía trong bên này nữa. Con này thì em cũng lười tháo lắm, nặng quá đuối luôn á. Rồi em sẽ quay cái phía sau đưa lo cho mọi người cùng xem ha. Nó hơi rung, mọi người thông cảm ha. Ở đây sẽ có cái tem của CAF, thì cũng giống như tất cả những cái sản phẩm khác, tem của CAF, tem con nào nó cũng có, là cái mã cào, rồi kiểm tra hàng chính hãng. Ui cái này thì cứ nói hoài ha mọi người. Trong này nó có một cái tem của CAF tiếng Trung Quốc nữa. Những cái con loa full nó không có ha, chỉ có con súp này nó có rồi.
Đây nó cũng có cái thông tin nữa nè, Foshan City Carrefour, nhà máy Carrefour ha, vượt qua web CF đóng cơm, tem 7 màu, 7 màu, 7 tem 7 màu của CF có hình con cá heo ha, chống hàng giả đó, model là CA18S, công suất là 700W, tổng trở là 8 ohm, độ nhạy là 99 dB. Ôi con này nhẹ nha, 99 dB con này nhẹ. Đánh công suất là mình lấy con khoảng, thật sự mà nói á, mình đánh khoảng con 1000W là đánh được. Nhưng mà đánh 1000W con này quýnh, phải quýnh từ 1000W quýnh nó mới đã ha. Con này thì model là CA18S, công suất là 700W, tổng trở 8 ohm, độ nhạy 99 dB. Độ nhạy này cao nha, độ nhạy này nhẹ, công suất á, đánh nó cũng dễ. Tần số đáp ứng là 40 cho tới 300 Hz. Con này thì thường mình cắt súp mình cắt khoảng 120, 125 ha. Rồi, thông tin của nó là như vậy, số series đủ các rò các kiểu. Ở đây mình có thể link qua hai con. Như nãy em nói, hai súp đơ mình cơi vô thành súp kép. Khiên chọn đỡ chứ khiên nặng lắm chịu không nổi đâu. Đuối á. Thì con này mình dùng cái công suất mỗi một con vậy mình đánh con khoảng 1000W là mình đánh bao lực bao dư ha. Thì ở đây em có cái con đẩy model là Queen 28 á. Thì mình đánh cầu nó lại, cứ này có nghĩa là mình chập cầu nó lại mình đánh thì mình đánh được một cái súp kép, có nghĩa là hai con này nè, mình nói liên nó lại, mình nói lại mình sẽ đánh được vô tư ha. Thì nó có cái model 4 kênh nữa đây, mình có thêm một cái model 4 kênh của CF luôn là Queen 48, con đó là phòng, con đó là chủ yếu đến phòng hát, gia đình ít người dùng lắm. Rồi bây giờ em sẽ bố trí nó vô cả full cả súp cả đẩy đủ các trò của CF, full CF ha. Em sẽ đánh thử cho mọi người cùng xem cái bộ dạng nó như nào ha.